Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phương cảm ơn quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt Thầy Thích Hằng Đạt do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được đón Thầy Thích Hằng Đạt đến từ Kentucky. Thầy đến nơi thủ đô Hoa Thành Đốn chắc cũng có nhiều việc, nhưng mà chúng tôi được biết rằng là vào ngày 26 tháng 9 thì gặp Thầy ở tại Tòa Bạch Ốc. Thì lúc đó là Thầy đi một cái hội luận về vấn đề an ninh của các nơi thờ phượng. Nhưng mà riêng kỳ này Thầy đến vùng Hoa Thành Đốn thì Thầy đi một cái công tác có liên quan tới vấn đề giáo dục. Trước hết xin được kính chào Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính chào chú và kính chào quý vị khán giả của đài. Khi mà Thầy đi Washington DC, đi thủ đô Hoa Thành Đốn thì đương nhiên là phải có công việc rồi. Nhưng mà những cái công việc nó rất là đặc biệt. Lần thứ nhất thì Thầy ở tại Tòa Bạch Ốc, lần này thì Thầy đến Bộ Giáo dục. Thầy có thể cho biết rằng cái chuyến đi này, cái nội dung của chuyến đi và Thầy đến để có cái công tác gì đặc biệt vậy thưa Thầy? Dạ, thì lần này cũng được sự thỉnh mời của Bộ Giáo dục á, mời chúng tôi đến tham dự cái buổi hội nghị thượng đỉnh dành cho các vị lãnh đạo tôn giáo của tất cả tôn giáo trên xứ Mỹ đó, nói về tự do tôn giáo, nói về tự do ngôn luận, nói về tự do giáo dục, cũng như những cái chương trình để hỗ trợ cho học sinh và sinh viên để các em học hành được thành công thành tài ở Mỹ. Và được biết rằng trong đó có rất là nhiều đề tài, nhưng mà có những cái đề tài nói cái quyền tự do để mà trong vấn đề giáo dục, hoặc là những cái đề tài có liên quan tới giáo dục trẻ em trong cái cách mới của Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ, Thầy có thể chia sẻ thêm. Dạ, thì cái điểm chính yếu chúng ta biết, chúng ta có cái phước báo là ở xứ Mỹ rất là tôn trọng cái quyền tự do, mà trong đó quyền tự do tín ngưỡng, nhất là đối với Phật tử chúng ta, khi chúng ta có cái nhân duyên chúng ta sống ở Mỹ này, chúng ta được bảo trợ, bảo hộ bởi những cái đạo luật đó, bảo luật là chúng ta được quyền hành trì những cái tôn giáo của mình và được bảo vệ bởi hiến pháp. Cho nên đây là cái hội nghị rất là quan trọng để trong Bộ Giáo dục cũng như là những vị trong quan chức, trong chính quyền á, họ mới đề cập đến những cái đạo luật về tự do tôn giáo, tự do ngôn luận cũng như tự do về giáo dục như vậy đó. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết rằng là trong một những đề tài đó mà bà Bộ trưởng Bộ Giáo dục có là cái người mà thuyết trình cái đề tài đó, đó là bà Betsy DeVos. Bà có thuyết trình về đề tài Education Freedom. Thì nó có liên quan tới cái nơi của Thầy ở, cái nơi mà tiểu bang Kentucky, nó có một cái vấn đề giáo dục, nó gọi là tự do giáo dục, nhưng mà dạy luôn cả vấn đề mà của Richmond trong cái hệ thống giáo dục đó. Thì Thầy có thể chia sẻ thêm nha. Dạ, thực sự ra đó, thì nói về vấn đề mà luật pháp á, thì những cái vị mà lập ra hiến pháp ở Mỹ này đó, thì khi xưa là họ phân tích rõ về separation của giữa state với lại church, là riêng rẽ chính quyền với lại tôn giáo, không có chấp nhận cái chuyện mà hỗ trợ hay là cái chuyện mà tôn giáo lạm dụng chính trị hay chính trị lạm dụng tôn giáo, lẫn lộn. Cho nên vì cái hiến pháp đó đó nên gần hơn 200 năm mà không có cái sự lạm dụng lẫn nhau trong đó. Và nhưng mà đến năm 1962 đó là Supreme Court cũng ra những cái đạo luật rõ ràng là không có cho những cái vị nào làm trong chính quyền liên bang hay chính quyền tiểu bang bảo trợ những tôn giáo nào để dạy những tôn giáo đó trong những trường trung học, vì muốn tôn trọng cái quyền tự do tín ngưỡng của các em. Rồi đương nhiên cũng có những cái vấn đề như là cũng có những cái sự kiện, những vụ kiện là có những vị mục sư, vị lãnh đạo tinh thần của những tôn giáo khác, họ làm lễ hay cầu nguyện trong những trường trung học mà bị dân chúng hay cha mẹ chống bán và đưa ra tòa, rồi cuối cùng thì cũng theo cái hiến pháp đó
Cho nên bất cứ ai mà tổ chức sự cầu nguyện hay là truyền đạo trong những trường trung học công là phổ thông á thì không được, đó là vi hiến. Nhưng mà có những cái vị mà lúc nào cũng muốn phát triển cái tôn giáo của mình nên cố gắng đưa cụ ước với tân ước vào những trường trung học. Và cũng có một số tiểu bang như tiểu bang bên Texas á, thì cái năm 2007 đã pass cái đạo luật là cho phép dạy tôn giáo học mà trong đó có cụ ước và có tân ước. Thì chúng tôi cũng có ngôi chùa Phật giáo ở bển, cũng đã nói chuyện với các vị dân biểu ở bển thì cũng cố gắng khuyến khích các vị đó để hỗ trợ cho cộng đồng Phật tử mình có tiếng nói để có cơ hội cho các em học về đạo Phật, vì đó là cái dựa theo cái đạo luật nó đã pass bên Texas. Và nhất là bên Texas là có những cộng đồng người Việt mình cũng rất là đông, bên Dallas nhất là Houston đó. Còn cái tiểu bang mà chúng tôi cũng có ngôi chùa đó là tu viện và có đảnh là Kentucky á, thì cái đạo luật mà cho phép dạy cụ ước và tân ước á đã pass năm 2017 rồi. Nhưng mà cũng trong cùng năm cũng có một vị dân biểu về dân chủ, họ cũng propose cái amendment để dạy những tôn giáo khác, nhưng cái amendment đã bị fail. Đó lý do tại sao mà chúng tôi có hai lần rồi, lần trước khi mà chúng tôi qua đây tham dự cái hội nghị bảo về những cái chỗ thờ phượng đó, do nên, cho an ninh cho do bảo tòa bảo đốc, tòa bảo đốc đứng ra bảo trợ đó, thì chúng tôi cũng vào văn phòng của ông thượng nghị sĩ Bob McConnell để mà trình bày vấn đề này để coi ông có thể hỗ trợ hay không. Thì lần đó chúng tôi không có gặp ông, chỉ gặp những người phụ tá thôi. Nhưng mà lần này thầy gặp. Lần này chúng tôi trong lúc mà đang dự hội nghị đây, chúng tôi cũng dành một tiếng đi vào trong Capitol Hill á, thì gặp chính thức gặp ổng thì cũng trình bày những cái điều này. Chúng tôi cũng nói vấn đề là làm sao tìm những cái vị những nhà lập pháp để mà bảo trợ, để mà sponsor những cái amendment này để cho phép dạy những tôn giáo khác cho các em, vì đó là cái trường trung học phổ thông mà tất cả đều là lấy tiền thuế của dân. Và đương nhiên với cái hiến pháp của Mỹ đó là bất cứ ai cũng được cái quyền tự do tôn giáo đó, tự do tín ngưỡng đó. Nên nếu mà chỉ dạy cụ ước hay tân ước không á, thì những cái em khác có tín ngưỡng khác thì bị mất thiệt thòi, biết quyền lợi thiệt thòi, thì nó không có đúng theo cái hiến pháp của Mỹ. Nên chúng tôi mới đề cập vấn đề này với ông ta, cũng như là chúng tôi sẽ trở về lại Kentucky, sẽ đề cập với những cái vị dân biểu, thượng nghị sĩ dưới bển á, thì sẽ cầu mong họ sẽ bảo trợ những cái dự luật này để hy vọng là sẽ pass pass những dự luật này thì các em con cháu chúng ta bất cứ theo tôn giáo nào cũng có cái cơ hội để các em có cái quyền mà học theo cái tôn giáo của mình ở trong trong những cái trường giáo dục của phổ thông Hoa Kỳ. Xin được cảm ơn thầy. Kính thưa vị, vì lý do thời lượng nên chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và một lần nữa xin được cảm ơn thầy. Vâng, xin cảm ơn chú, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạt Trình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTN DC, xin email về washingtondc@sptn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.